Hello, welcome to my channel. Tiếp tục mình sẽ chơi một game về superhero. Và game này với tên gọi là Super Spider. Ok, giải cứu trẻ khỏi đám lửa. Ok, và đưa anh ấy đến bệnh viện. Let's go. Rồi ôi. Ê, hết mana, hết energy rồi. Ok. Đây. Có sống lên được. Ok. Đây rồi. Đây là hospital này. Bệnh viện này. Ok. Bây giờ anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Go. Xây mít cảm được anh làm nhiệm vụ à? Ok. Xong. Uầy, phát này là chiến đấu với lũ zombie à? Game này giống như mình game này mình chơi rồi ta. Hình như là vậy á. Ok. Hình như chơi thật rồi nhưng mà chắc chơi free mode thì sao á nhờ. Không phải. Một thằng zombie này. Hai thằng. Ok. Bọn zombie này cứ châm lửa là rũ hết. Đây, ok. Cái gì ta? Quên mất chưa đọc nhiệm vụ rồi. Ê. Trên đường bay anh cũng bắn dây dù được về. Chưa mở khóa được thằng nào cả.
Let's go. Say the root. Nothing quá à. Làm nào anh em ơi. Một tí nữa mà la này. Đi chạy đi à. Không hồi máu ta. Diều ấy. Ngoài thế nhở.
chịu rồi đấy. À, vãi trưởng. Có mấy tiền thôi. À, khó thế. Ok, video sẽ tiếp tục tại đây. Giờ mình tìm cách mình chơi con này.